trong trường hợp mà bạn phải sử dụng cái chất tạo vi sinh cho cá thì những cái chất vi sinh nào là khuyên dùng cho cá vàng? À, tới đây thì mình sẽ quảng cáo một tí xíu, mình giỡn thôi, nhưng mà thực tế là cái nào mà bên mình có sử dụng rồi, thực ra cái nào mà bên Đam Mê Cá Vàng đã sử dụng khoảng chừng từ 6 tháng cho đến 1 năm á, bên mình thấy ok rồi thì bên mình mới chia sẻ với các bạn. Với lại là theo đúng cái quy trình đó thì mình sử dụng, mình biết thì mình mới có thể chia sẻ với các bạn được, đúng không? Thật ra thì ở cái giai đoạn đầu á, cái lúc đầu thì bên mình cũng cố chấp lắm, có nghĩa là mình nghĩ rằng khi mình nuôi cá vàng thì mình nên tuân theo tự nhiên, tức là nên để cho vi sinh nó được tạo ra một cách tự nhiên thì sẽ tốt cho cá vàng nhất. Nhưng mà lúc đó là mình nuôi cá ở vùng quê, thì các bạn biết á, khi mà ở vùng quê thì cái khu vực mình nuôi cá nó cũng khá là sạch, nó ở vùng núi nên là nước giếng và rất là sạch, nó không có phèn, rất là trong và không có một cái gọi là vi khuẩn gây hại nào cho cá cả, và cái lượng nước để mà thay thì rất là thoải mái và cái không khí nó cũng rất là mát mẻ. Nói chung là cái ở vùng quê, cái vùng núi là một cái nơi lý tưởng để mà nuôi cá vàng một cách tự nhiên, để nó phát triển tự nhiên mà chúng ta không cần phải bất cứ một cái chất đi kèm nào cả. Cho đến khi mà mình quay lại thành phố để mà nuôi cá khu vực thành phố thì lại là một câu chuyện khác.